Vâng thưa quý vị, Tết Nguyên đán đang đến với chúng ta rất gần rồi. Và Tết là dịp để tất cả các gia đình được đoàn viên, bạn bè được tụ họp vui xuân đón Tết. Thế nhưng có lẽ đây cũng là thời điểm nguy hiểm nhất trong năm đối với những người mắc các bệnh về chuyển hóa và đặc biệt là bệnh nhân đái tháo đường bởi vì sinh hoạt xáo trộn và ăn uống thì không điều độ. Vâng, vậy thì người bệnh đái tháo đường cần ăn Tết thế nào để vừa vui mà lại an toàn cho sức khỏe? Sau đây là những thông tin hữu ích từ tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Quang Bảy, Trưởng khoa nội tiết, đái tháo đường bệnh viện Bạch Mai với phần trao đổi cùng MC Thủy Dương và nội dung này cũng sẽ khép lại bản tin trong buổi tối hôm nay của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Xin cảm ơn tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Quang Bảy đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin chào MC Thủy Dương, xin kính chào các quý vị đang theo dõi chương trình chào buổi tối vâng à, tết nguyên đán thì đã rất là cận kề rồi và đây là một cái dịp nghỉ lễ dài nhất trong năm ạ à, chắc chắn là sẽ không thiếu đi à, những cái bữa tiệc bữa liên hoan hay là bữa tất niên à, nếu như mà xét về phương diện chuyên môn thì à, theo bác sĩ đây có phải là cái thời điểm nguy hiểm cho những bệnh nhân đái tháo đường hay không ạ vâng chắc chắn đây là một cái gọi là thời điểm rất là nguy hiểm cho rất nhiều các bệnh nhân đái tháo đường ngoài những yếu tố như chị nói là những bữa tiệc tùng mà nó thay đổi chế độ ăn nhiều thì đấy là cũng tết đến là cũng cái dịp mà có rất nhiều các bệnh nhân chủ quan không đi khám bệnh đầy đủ thiếu thuốc men và cái thời tiết chúng ta đều biết là cái dịp tết nó cũng rất là có những cái diễn biến thất thường người bệnh thì lại đi chơi xa rồi thì chúng ta cũng đều biết là những cái dịp tết thì khá là nhiều các cái bệnh viện hoặc là các cái cửa hàng thuốc người ta đóng cửa hoặc là thu hẹp quy mô trên bệnh nhân cái khả năng tiếp cận với các dịch vụ y tế sẽ bị hạn chế và ảnh hưởng rất là nhiều đến sức khỏe và bệnh nhân có rất là nhiều những cái nguy cơ bị những cái biến chứng trong dịp tết vâng ạ à, chúng tôi cũng được biết là hàng năm khoa nội tiết đa tháo đường của bác sĩ thì đều có những cái bữa gặp mặt các bệnh nhân trước khi về nghỉ tết vậy thì tại sao mẹ có những cái cuộc gặp mặt như vậy với các bệnh nhân ạ Vâng, những cái buổi gặp mặt sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân đái đường chỉ là một trong các hoạt động mà chúng tôi tiến hành hàng năm và cái dịp cuối năm thường là phải đẩy mạnh lên. Ngoài ra chúng tôi còn có những cái buổi truyền thông online rồi những cái bài viết để cho bệnh nhân vì chúng ta đều biết là có khá là nhiều các lý do cái các cái hoạt động này nó cực kỳ quan trọng. Thứ nhất là vì lý thuyết chúng ta thấy là như tôi vừa đề cập là bệnh nhân có rất là nhiều các nguy cơ bị biến chứng đái tháo đường hoặc là diễn biến đường huyết thất thường. Thứ hai nữa là trong thực tế thì Tết nào chúng tôi cũng gặp rất là nhiều các bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu vì những cái lý do mà người ta hoàn toàn có thể tránh được. Và cái lý do thứ ba nữa là rất nhiều nhiều bệnh nhân và người nhà cũng mong muốn được các bác sĩ phổ biến các cái kiến thức để chăm sóc người bệnh tốt hơn và thực tế chỉ chúng tôi cũng mong muốn là có thể hỗ trợ giúp đỡ cho bệnh nhân có được hưởng một cái tết an toàn lành mạnh vâng ạ à, như là những cái chia sẻ đầu tiên từ bác sĩ thì có thể nói là cái dịp cận tết nguyên đán thì đây cũng là cái thời điểm uh, nguy hiểm đối với những bệnh nhân đái tháo đường à, vậy thì chúng ta có thể đi sâu hơn về những cái yếu tố gây nguy hiểm cho bệnh nhân đái tháo đường thưa bác sĩ vâng chúng ta đều biết là điều trị đái tháo đường thì chủ yếu gồm có thay đổi lối sống là chế độ ăn tập luyện và dùng thuốc thì trong những ngày tết thì tất cả những cái kế hoạch này thường nó bị đảo lộn bệnh nhân người ta thức khuya dậy sớm hoặc là có thể là lại ngủ suốt ngày hoặc là có những người để tham gia những cái chuyến đi chơi xa uh, vận động uh, thể lực rất là nhiều you rồi thì bệnh nhân uống thuốc không đầy đủ do cái thay đổi về cái thói quen sinh hoạt và đặc biệt là rất nhiều bệnh nhân người ta quên uống thuốc bởi vì là có thể đi ngủ sớm hoặc là dậy muộn hoặc là uống rượu nhiều hay mải đi chơi và quên mang thuốc và đặc biệt cái mà chúng tôi thấy là ảnh hưởng rất rất nhiều đến bệnh nhân đấy là những cái bữa ăn à, ăn nhiều các cái đồ ăn lạ đồ nếp rồi thì bệnh nhân đặc biệt là bệnh nhân uống nhiều rượu vì chúng ta đều biết là khi uống nhiều rượu thì thứ nhất là bệnh nhân có nguy cơ bị hạ đường huyết và cái thứ hai nữa là bệnh nhân thường là say và sau đó là quên uống thuốc và chúng ta cũng đều biết là là À, trong những cái chuyến đi chơi thì bệnh nhân cũng rất dễ là bị mưa bị nhiễm lạnh và sau đó bị những cái bệnh lý viêm nhiễm rất là nguy hiểm cho người bệnh. Vâng ạ. Sau kỳ nghỉ tết thì chắc hẳn là các bệnh nhân đái tháo đường đến với khoa mình thì sẽ rất là đông. Vậy thì thông thường ở những cái dịp kỳ nghỉ tết trước của những năm về trước thì bác sĩ sẽ gặp những bệnh nhân và họ có những biến chứng như thế nào sau Tết ạ? Vâng, thường là chúng tôi thì được ngày 30 hoặc mùng 1 thì tương đối lại yên tĩnh. Nhưng bắt đầu từ mùng 2 thì thường cái lượng bệnh nhân đái tháo đường mà nhập viện cấp cứu khá là nhiều. Họ đến nhập viện cấp cứu chủ yếu trong ba cái tình trạng. Thứ nhất đấy là bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị hôn mê những cái biến chứng cấp tính như đáy đường ví dụ như là hôn mê do tăng đường huyết do nhiễm toan xitol hoặc tăng lực thẩm thấu mà nguyên nhân chủ yếu đấy là cái gì là do bệnh nhân người ta bỏ thuốc hoặc quên uống thuốc với những cái nhóm thứ hai đấy là bệnh nhân bị hạ đường huyết phải nhập viện đấy là vì thay đổi cái chế độ ăn hoặc là uống rượu cái nhóm thứ ba đấy là cũng liên quan đến cái chế độ ăn đấy là bệnh nhân bị nhập viện trong tình trạng bị viêm tụy cấp do uống nhiều rượu hoặc tăng trí máu quá do ăn cái chế độ ăn nhiều thịt và bệnh nhân bị viêm tụy cấp và cuối cùng đấy là một cái nhóm đó là các bệnh nhân bị bệnh nhiễm trùng do nhiễm lạnh chủ yếu là viêm phổi hoặc là bệnh nhân có thể bị chấn thương những cái nhiễm trùng bàn chân và nó nặng lên trong cái dịp Tết do không được chăm sóc kịp thời. Vâng ạ. À, vậy thì để ăn Tết an toàn à, thông qua chương trình ngày hôm nay thì bác sĩ có những cái lời khuyên như thế nào cho những bệnh nhân đái tháo đường? vâng thì chúng ta đều biết là bệnh nhân như tôi vừa nói là đái tháo đường điều trị có ba cái trụ cột chế độ ăn uống chế độ luyện tập và cái dùng thuốc vậy thì bệnh nhân phải cố gắng tuân thủ tốt đối với chế độ luyện tập thì người ta vẫn cố gắng duy trì cái chế độ hoạt động thể lực như thông thường nếu mà đi xa hoặc đi chơi kéo dài thì phải rất là chú ý ăn uống các cái bữa phụ hoặc là kiểm tra đường huyết cái thứ hai đó là cái rất tuy rất là khó trong những ngày, ngày tết đó là cái chế độ ăn chúng ta phải cố gắng là ăn uống nó tương đối là bình thường chúng tôi không yêu cầu bệnh nhân phải ăn uống tuyệt đối như là những cái ngày thông thường nhưng mà uh, chế độ cái thời điểm số lượng bữa ăn lượng thức ăn là phải tương đối và cái thứ ba cũng rất là quan trọng đấy là phải uống thuốc đầy đủ đúng theo chỉ định bác sĩ và một cái yếu tố không kém phần quan trọng đó là chúng ta phải kiểm soát được cái yếu tố đánh giá xem cái tình trạng bệnh của mình ở mức nào bằng cách là phải theo dõi huyết áp theo dõi đường huyết thường xuyên muốn vậy thì bệnh nhân phải có một sự chuẩn bị đầy đủ các cơ số về máy móc rồi thiết bị theo dõi đường huyết huyết áp rồi thì các cái thuốc men đầy đủ và tất nhiên là không quên vẫn phải có giữ được cái mối liên hệ với lại các cái bác sĩ điều trị của mình để trong bất kỳ trường hợp nào có thấy có bất thường thì uh, sau khi đã đánh giá chúng ta cần phải liên hệ ngay với bác sĩ để đưa ra cái lời khuyên phù hợp để xử lý sớm các cái tình huống phát sinh trong dịch tết vâng ạ đó là những cái lời khuyên của bác sĩ để cho những bệnh nhân đái tháo đường có thể ăn tết an toàn tôi thấy rằng là trong dịp mà ngày tết nguyên đán thì một cái món ăn không thể thiếu trong mâm cơm của chúng ta đó chính là bánh trưng nhưng mà nhiều người thì cũng nói là bánh trưng thì rất là nguy hiểm đối với bệnh nhân đái tháo đường vậy thì thông qua chương trình ngày hôm nay thì bác sĩ có thể cho biết là bánh trưng thì bệnh nhân đái tháo đường có ăn được hay không và nếu ăn được thì cần phải ăn điều độ như thế nào ạ và chúng ta đều biết là bánh trưng thì được uh, chế, chế biến từ gạo từ đỗ từ thịt tức là những cái món ăn hoàn toàn chúng ta hàng ngày chúng ta vẫn ăn đúng không ạ như vậy về nguyên tắc tôi có thể khẳng định là bệnh nhân đái thao đường vẫn hoàn toàn có thể ăn bánh trưng được nhưng mà chúng ta cũng cần phải biết rằng là bánh trưng thì được chế biến từ gạo nếp là một cái uh, uh, nguồn thực phẩm mà nó gọi là có chỉ số đường huyết cao tức là sau khi ăn vào thì đường huyết nó tăng nhanh lên và hơn nữa thường là bánh trưng thì được luộc rất là kỹ cho nên là khi ăn vào thì nó hấp thu rất là nhanh và như vậy một cái người bệnh nhân mà đái tháo đường mà ăn bánh trưng vào thì có nguy cơ đường huyết người ta sẽ tăng lên và khi đường huyết tăng lên thì nó có thể gây ra những cái biến chứng hoặc ít nhất là có thể làm cho bệnh nhân người ta rất là mệt tuy nhiên chúng ta biết là ngày tết mà không có miếng bánh trưng thì cũng hơi buồn trên hoàn toàn là chúng ta có thể ăn được nhưng phải ăn như thế nào cho đúng cách thứ nhất là chúng ta nếu chúng ta ăn bánh trưng thì chúng ta phải giảm các cái món tinh bột khác ví dụ như là mì hay là miến hay là cơm cái thứ hai nữa là vì nó hấp thu nhanh trên trước đó chúng ta nên ăn một cái món gì đó lót dạ tức là chúng ta ăn có thể là rau sống hoặc là ăn các món canh hoặc là ví dụ ngày tết nó có món măng chẳng hạn chúng ta ăn những cái chất sơ đó vào để nó lót để nó ngăn ngừa hạn chế cái tình trạng đường huyết của bệnh nhân tăng lên và cái thứ ba nữa là chúng ta cũng phải ăn uống điều độ điều độ đây là cái gì thứ nhất là chúng ta để biết là một cái bánh trưng thông thường là chúng ta sẽ sắt ra làm 8 phần thế thì một cái góc bánh trưng đấy một phần tám đấy nó sẽ tương ứng với lại một bát cơm và như vậy nếu như hàng ngày chúng ta ăn một bát cơm mà bây giờ chúng ta ăn một miếng bánh trưng rồi thì chúng ta không ăn cơm nữa còn nếu ăn hai bát cơm thì chúng ta ăn một miếng bánh trưng và chúng ta ăn một cái bát cơm hơn nữa là cái bánh trưng thì nó cũng tương đối gây no tương đối lâu và nó có những cái ảnh hưởng cho nên là chúng ta khuyên là bệnh nhân không nên ăn một ngày ba bữa là đều có bánh trưng một ngày chắc chỉ hai bữa thôi và nên cách nhau khoảng độ 8 tiếng ra và một cái nữa đó là cũng đáp ứng cũng tùy từng người. Cho nên nếu bạn một cái bệnh nhân mà ăn miếng bánh trưng thì sau đó nên theo dõi hoặc đo đường huyết để xem là cái bánh trưng đó nó ảnh hưởng đường huyết như thế nào để mình có cái điều chỉnh những cái bữa tiếp theo để cho nó được phù hợp và an toàn. vâng ạ như vâng. vậy là thông qua những lời khuyên này thì những bệnh nhân đái tháo đường thì họ đã có những cách để có thể kiểm soát cũng như là ăn bánh trưng điều độ hơn. Vâng. Vâng. À, để ngày Tết có thể vui hơn và những bệnh nhân đái tháo đường có thể an tâm hơn thì không biết là những bệnh nhân đái tháo đường cần phải kiểm soát đường huyết như thế nào thưa bác sĩ vâng thì đối với các bệnh nhân đái tháo đường thì cái kiểm soát đường huyết cái việc đầu tiên đấy là phải uống thuốc đầy đủ đúng theo các cái chỉ dẫn của bác sĩ và muốn vậy thì bệnh nhân lưu ý rằng là bệnh nhân đái tháo đường thì không chỉ có thuốc đường huyết mà còn thuốc huyết áp thuốc miệng, mỡ máu và những ai có biến chứng tim mạch hay thần kinh hay thận thì cũng phải uống thuốc đầy đủ và cố gắng là đúng giờ và không được bỏ thuốc hoặc là 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 cái thay đổi quá quá nhiều đừng có tặc lưỡi nghĩ rằng là ồ mình chỉ bỏ một bữa là không sao đấy là cái đầu tiên là việc uống thuốc cái thứ hai là chế độ ăn uống và luyện tập như tôi nói chúng ta cố gắng thật tuân thủ nếu mà không thực hiện được 10 thì chúng ta cũng thực hiện được khoảng độ 7 cho đến 8 và cái thứ ba đấy là bệnh nhân phải theo dõi đường huyết thường xuyên thì tất cả các bệnh nhân đái tháo đường đặc biệt trong những ngày tết thì tôi đều khuyên cáo là phải đo nếu có máy đo đường máu mau mạch thì phải đo ít nhất một lần một ngày vào buổi sáng và nếu bệnh nhân có điều kiện hoặc là người ta ăn những món ăn lạ hoặc thấy mệt thấy đau hay mỏi hay mất ngủ hay là có vấn đề gì về sức khỏe thì nên đo thêm một lần nữa vào trước ăn tối hoặc là sau những cái bữa ăn mà chúng ta ăn lạ hoặc là chúng ta có thể ăn không chỉ là bánh trưng đâu còn kẹo bánh hay là uống rượu gì nữa thì chúng ta cũng nên để chúng ta đánh giá và theo dõi thì bằng cách đó chúng tôi hy vọng là bệnh người bệnh thì có thể kiểm soát được cái đường huyết và cũng tất nhiên là những ngày tết thì ai cũng vui vẻ nên là chúng tôi cũng nghĩ rằng là hoàn toàn người bệnh đấy thôi được có thể để cái mục tiêu đường huyết của mình nó hơi cao hơn những ngày thường một chút. Ví dụ trước ăn là từ bình thường là từ 4,4 đến 7,2 thì bây giờ có thể để từ 5 cho đến 8. Sau ăn là yêu cầu là phải dưới 10 nhưng bây giờ hoàn toàn có thể dưới 11 hoặc dưới 12 uh, là cái mức mà hoàn toàn có thể chấp nhận được để không chỉ là bệnh nhân được thưởng thức các món ăn mà cũng là an toàn để chúng ta để hơi cao một chút để tránh cái nguy cơ bị hạ đường huyết để nếu chúng ta có đi chơi xa hay là tắt đường hay là uh, không có cái đồ ăn mà quen thuộc chúng ta không ăn kịp thì nó cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe vâng ạ à, vậy thì còn thêm một cái điều gì đó bác sĩ muốn lưu ý à, ngoài cái việc mà chúng ta có những cái chế độ ăn uống này à, chế độ về sử dụng thuốc à, cũng như là cái việc mà chúng ta phải luôn luôn kiểm soát về cái theo chế độ dõi đường, của, đường đường trong máu vâng. à, thì bác sĩ còn có những cái lưu ý nào để cho những bệnh nhân đái tháo đường có thể an tâm trước kỳ nghỉ tết năm nay? vâng tôi nghĩ là có rất là nhiều người bệnh sẽ phải lưu ý thứ nhất là cái phải chuẩn bị đầy đủ các cái cơ số thuốc thứ hai là phải kiểm tra cái máy đo đường huyết và có đủ cái số kim số que trích máu để thử thứ ba nữa là nếu có điều kiện thì tất cả các bệnh nhân cần phải đi khám sức khỏe đánh giá toàn diện trước những ngày Tết Tuần sau chúng ta vẫn còn mấy ngày Bệnh nhân hoàn toàn có thể đến khám bệnh Để bác sĩ đưa ra cái lời khuyên Cũng đánh giá để cái tình trạng kiểm soát đường huyết của mình Và cái yếu tố thứ tư đấy là chúng ta phải luôn luôn giữ cái mối liên hệ với lại bác sĩ có số điện thoại liên lạc chúng ta cũng tìm hiểu các cơ sở y tế gần nhất để nếu có gì bất chắc để chúng ta sẽ vào và người bệnh cũng an tâm rằng là trong dịp tết thì tất cả các bệnh viện chúng tôi vẫn giữ cái cơ số trực khoa nội tiết chúng tôi vẫn có đầy đủ các bác sĩ và những ngày đó thường bệnh nhân nội trú thì không nhiều trên các bác sĩ chúng tôi vẫn sẵn sàng để đón tiếp để hỗ trợ các cái bệnh nhân hoặc là có thể hỗ trợ trực tiếp hoặc là gián tiếp để người bệnh có được cái đón Tết an toàn và tất nhiên là người bệnh cũng nên xem thời tiết nữa để xem là mình đi chơi như thế nào cho phù hợp, chuẩn bị đồ ăn cho những chuyến đi chơi xa như thế nào để đảm bảo là cái đường huyết của mình được mức ổn định. Vâng ạ, một lần nữa xin cảm ơn những thông tin chia sẻ rất hữu ích của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Quang Bài.